Rồi, chào tất cả các bạn đến với channel nắng ấm của tôi nha. Hôm nay mình sẽ quay cảnh thu hoạch lúa của nông dân miền Tây mình nha các bạn ơi. Thì đây chính là chiếc máy lúa Kubota DC70 và đó các bạn ơi. Giờ là phải cắt băng đen như thế này nè. Bởi vì nông dân phải sợ mưa các bạn. Rồi giờ anh em chúng tôi là đang chuẩn bị là cắt tối đêm nay chắc khoảng tới 10 hoặc 11, 12 giờ các bạn ơi. Ở đây còn rất là nhiều lúa. Người ta muốn là trong vòng tối đêm nay là anh em tôi phải cắt xong hết. Này là mình đang quay góc xa cho mấy bạn xem nha. Nãy giờ mình cũng quay góc gần cho mấy bạn xem rồi. Giờ nó đang cắt cặp cái giường mấy bạn ơi. Giờ tối quá trời tối rồi, mình cũng không dám lội vô trong đó nữa. Quay quay gì đó. Giờ giờ này bà. Hả? Em về nãy giờ giờ này tôi mấy bà luôn á mà bà thấy tôi. Thấy ông đứng đâu quay tôi thấy kìa. Nãy giờ tưởng quay mà, đâu biết. Trời ơi, nãy giờ quay nè. Người quay gì có thấy đường không? Thấy chị. Thích thù mà. Thấy không? Cái lồng đèn không? Trời ơi, trời gì hả? Ừ. Thấy gì thôi chứ. Đẹp. Thấy xe mà mờ mấy nhỏ xíu mà. Nó chắc á. Mình quay góc xa, nãy chút nữa mình quay góc gần. Chút nữa đây mình quay góc gần. Chị quay 8 liền hết ta. Em không biết nữa. Chị ai nhắc mình qua chứ đó hả? Rồi hiện giờ là trăng nó cũng đã lặn luôn rồi mấy bạn ơi. Bữa nay cắt quá trời khi luôn rồi. Thì gọi là cắt nếu mà không lầm thì chắc khoảng 1-2 giờ sáng mấy anh em mình mới xong đó mấy bạn. Giờ này cũng quá trời khuya rồi, trăng nó lặn hết rồi. Chỉ còn mấy anh em mình với người nhà mà một số người nào mà ca canh lúa thì người ta thích thôi. Coi như là ngủ hết rồi mấy bạn ơi.
Rồi bên đó là chiếc máy cắt lúa của Toyota DC70 nó đang làm việc đó mấy bạn. Làm việc bữa nay là hết công sức luôn á. Bữa nay là phải cắt hết chân cái đồng này cho ông chủ luôn á. Rồi giờ mấy bạn hãy cùng mình xem cắt lúa ban đêm nó như thế nào, nó thú vị hơn ban ngày ra sao nha. Rồi mình xem những cái ánh đèn của máy cắt nè. Đó, rất đẹp các bạn ơi. Rồi ban đêm nó vậy chứ giờ này cũng vẫn còn người nha. Còn mấy anh em của chúng tôi đang làm việc trên đây nè mấy bạn. Đây là anh em của máy cầu lúa đó mấy bạn. Rồi giờ nó quay còn cảnh cắt cho các bạn xem nè. Đó, nó mặc mẫu đó các bạn ơi. Rồi nó mặc mẫu thì ở đây nó cũng không có chuyện gì xảy ra cho nên tối quá mình không thấy mấy bạn.